chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyện làm nông nghiệp hữu cơ ở một huyện vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng. Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên tăng cường kiểm soát lao động ngoại tỉnh về địa phương. Ấm áp những lớp học mắc kẹt tại Hà Tĩnh. Đà Nẵng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15, tờ trình của Chính phủ và thẩm tra của Ủy ban Kiểm tra đều nhất trí với chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự kiến dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 gồm 729 km chia thành 12 dự án thành phần, có thể vận hành khai thác độc lập, triển khai theo hình thức đầu tư công. Sau khi hoàn thành sẽ nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước. Tổng mức đầu tư khoảng gần 147.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 bố trí khoảng hơn 119.000 tỷ đồng, gồm hơn 47.000 tỷ đồng Quốc hội đã bố trí vốn và hơn 72.000 tỷ đồng Chính phủ kiến nghị cân đối từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho ngành giao thông vận tải trong giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2026-2030 bố trí khoảng hơn 27.000 tỷ đồng còn lại. Về tiến độ, Chính phủ xác định trong 2 năm 2021 và 2022 là công tác chuẩn bị dự án. Từ năm 2022-2023 sẽ làm công tác giải phóng mặt bằng tái định cư năm khởi công. Như vậy, trường hợp không phát sinh các tình huống phức tạp, đến cuối năm 2025 có thể thông xe kỹ thuật toàn bộ các dự án thành phần và đưa vào khai thác một số đoạn tuyến. Các đoạn tuyến phức tạp về kỹ thuật sẽ hoàn thành đưa vào khai thác năm 2026. Quốc lộ 27 là tuyến đường chính nối liền giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, nhưng thời gian qua thường xuyên xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của địa phương này. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm và mong muốn tuyến đường này được nâng cấp và đầu tư khang trang hơn. Thời gian qua, quốc lộ 27 được xác định là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Thực tế cho thấy, tại nhiều đoạn của tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuyến quốc lộ 27 này cũng đã được đầu tư đưa vào khai thác khá lâu, từ năm 2000. Thì hiện nay, với cái lưu lượng phương tiện, thì có một số đoạn thì đã qua cái thời gian khai thác khá dài thì dẫn tới là hư hỏng xuống cấp. Hiện nay không chỉ người dân mà chính quyền địa phương của hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đều mong muốn được quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 27. Quốc lộ 27 gần 20 năm nay chưa có dự án cải tạo nâng cấp lớn. Bên cạnh đó, do lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, năng lực trách nhiệm của đơn vị thi công duy tu sửa chữa chưa tốt cũng là nguyên nhân khiến tuyến đường thường xuyên xuống cấp, hư hỏng. Thời gian tới, Quốc hội Chính phủ cần quan tâm xem xét để đưa quốc lộ 27 vào danh mục ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công sớm nhất để đảm bảo việc đi lại cho người dân như hiện nay. Ngày 4 tháng 1, chiều cường ở một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt đỉnh xấp xỉ báo động 3, tương đương 1,6 m. Thời gian chiều cường đạt đỉnh từ 4 giờ đến 5 giờ đã gây ngập sâu tại một số tuyến đường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Thưa quý vị, dưới sông ghe chạy, trên bờ xe chạy, không phân biệt đâu là sông, đâu là bờ. Đây là những hình ảnh quen thuộc của người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua, mỗi khi đợt triều cường đến. Trong đó thì đoạn từ cầu Tân Thuận đến đường Lâm Văn Bền, nước ngập sâu khiến cho nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn, thậm chí là bị chết máy. Người dân cho biết khoảng 3 giờ sáng, nước triều cường dâng cao tràn vào nhà và hầu hết vào các con hẻm. Mỗi khi có xe tải, xe khách chạy ngang qua, tạo thành những cơn sóng gây nguy hiểm cho những người đi xe máy. Cỡ tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 gì đó là triều cường nó lên nhiều lắm. Như nước lớn vậy đâu có buôn bán, người ta lo người ta chạy xe chết máy rồi không xa, người ta còn xử lý không được nữa, lấy đâu người ta ghé ta mua đồ mình. Cái đơn vị thi công đào đường để họ lắp đặt cái đường cáp ngầm ở đây nè, thì cái đường nó bấp mô, nhiều xe chạy thì khi mà cái mặt nước nó bằng thì đâu có biết được cái đường nó như thế nào đâu. Nhiều em gái mà đi làm té xuống là ướt hết đồ luôn. Xe hơi nhiều khi còn chết máy nữa.
Dự báo chiều cường tiếp tục lên thêm 1-2 ngày tiếp theo, kèm theo mưa dông có thể gây ngập nặng tại các khu vực ven sông rạch. Chi cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó chiều cường, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để có giải pháp chống ngập kịp thời cho các khu dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với thương hiệu lúa gạo Cát Tiên đã được khẳng định, những năm qua việc phát triển nông nghiệp ở huyện Cát Tiên, một huyện nghèo ở vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng, đã được chuyển dịch theo hướng hàng hóa, định hướng phát triển hữu cơ để sản xuất an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Song song đó, nâng cao giá trị kinh tế cho các nông hộ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trang trại bò 3P của ông Bùi Văn Minh, xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên có quy trình chăn nuôi được xây dựng quy mô khép kín, thức ăn được chế biến theo quy trình kỹ thuật với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cát Tiên. Ông Minh cho biết, với hình thức chăn nuôi như thế này, vừa giảm chi phí, công lao động, vừa cho thu nhập ổn định mỗi năm từ 300 đến 400 triệu đồng. Lúc nuôi 3P này thì một năm thì tầm đây với bò sinh sản thì năm thu nhập cũng được nằm gần 300 triệu. Thì quy trình này ủy ban thì cũng hỗ trợ về ai còn của trung tâm nông nghiệp hỗ trợ. Ngoài mô hình chăn nuôi bò cao sản thì việc sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao được huyện Cát Tiên xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay cùng với các hợp tác xã, tổ hợp tác, toàn huyện đã phát triển gần 8.000 hecta lúa chất lượng cao, 350 hecta lúa hữu cơ. Ưu điểm của các mô hình này là thông qua liên kết, bà con nông dân không chỉ được hỗ trợ quy trình sản xuất từ xuống giống, bón phân, thuốc bảo vệ thực vật mà còn được bao tiêu sản phẩm với giá thành ổn định. Trước đây thì mình chạy theo là năng suất, còn bây giờ năng suất ổn định rồi là mình chạy theo là cái đảm bảo cái chất lượng, chất lượng nông nghiệp sạch. Nông nghiệp sạch thì trong đó là sản xuất theo hướng là nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh cái nông nghiệp sạch thì mình phải phát triển các hợp tác xã tổ hợp tác để là xây dựng các cái chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thì như thế thì đến nay là huyện đã xây dựng được 17 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 6 sản phẩm được công nhận và trong đó có sản phẩm OCOP là đạt 3 sao, 4 sao và hiện nay cũng đang trình hồ sơ 3 sản phẩm nữa là 9 sản phẩm, các cái sản phẩm đặc trưng của huyện. Xác định phát triển nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn cùng với phát triển các mô hình. Trong những năm qua, huyện Cát Tiên còn chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là những loại cây có thế mạnh của địa phương như sâu tằm, sầu riêng, điều, bưởi da xanh. Từ chương trình này đã từng bước xây dựng được thương hiệu của các sản phẩm nông sản, chuỗi liên kết trong sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng Thanh tra Chính phủ vừa xây dựng phê duyệt 3 cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, triển khai ngay trong quý 1 năm nay. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cơ quan tổ chức đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, sớm triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test, phục vụ cho phòng chống dịch. Thanh tra Chính phủ cũng có văn bản hướng dẫn các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó các nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là vào dịp cuối năm, lượng lớn công dân đi học tập và làm ăn ở các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ trở về địa phương, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Do đó, việc kiểm soát công dân trở về địa phương đã được huyện Mường Ảng đặc biệt chú trọng. Hàng ngày, các thành viên trong tổ COVID-19 cộng đồng của huyện Mường Ảng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc theo dõi các công dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương, nhất là các trường hợp đi về từ vùng dịch. Khi công dân đi làm ăn xa về, thì về nhóm hộ nào thì tuyên truyền cho các tổ quản lý nhóm để báo cáo lên trưởng nhóm, báo cáo cho công dân thực hiện theo 5K. Của Bộ Y tế, cả công dân thì vào trạm để khai báo. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng,
các lực lượng phòng chống dịch tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mường Ảng đã chủ động phối hợp trong công tác rà soát công dân trở về địa phương, đồng thời nắm thông tin từng trường hợp đang học tập, sinh sống và làm việc ở các tỉnh, thành phố trên cả nước và ở nước ngoài để chủ động thực hiện giám sát. Đến tận nhà đấy, để rà soát và nắm chắc cái tình hình công dân đi đến địa phương, triển khai để cho công dân đến khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, đến từng nhà để rà soát từng đối tượng, không để bỏ sót những người đi làm ăn xa về. Song song với công tác kiểm soát biến động dân cư, việc theo dõi cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà cũng được các xã thị trấn của huyện chú trọng thực hiện. Tăng cường tiếp cận tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chủ động hợp tác phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp về từ vùng dịch hoặc cư trú bất hợp pháp, người vi phạm các quy định phòng chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định. Hiện nay, dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang có những diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới tăng mỗi ngày. Việc thực hiện nghiêm công tác kiểm soát lượng lao động trở về địa phương cùng với sự chủ động tự giác khai báo y tế của người dân sẽ góp phần giúp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện Mường Ảng đạt hiệu quả. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ ngày 10 tháng 1. Trước đó, ngày 24 tháng 12, Sở Văn hóa và Thể thao cũng có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại. Một số doanh nghiệp cũng gửi văn bản đề nghị, thư khẩn, bày tỏ mong muốn được mở các loại dịch vụ giải trí này. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố từng bước được kiểm soát tốt, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đều đã đi vào hoạt động. Việc mở lại các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân, cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch từng bước khôi phục nền kinh tế. Tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang có 4 lớp học đặc biệt ở cấp trung học cơ sở được mở ra. Những lớp học được gọi với cái tên khá dí dỏm nhưng cũng rất sát tình hình, đó là lớp mắc kẹt. Cho đến thời điểm hiện tại, ở Hương Khê vẫn còn 76 em học sinh trung học cơ sở bị mắc kẹt tại miền Nam chưa thể trở về. Với quan điểm không để học sinh nào bị bỏ rơi trong mùa dịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Khê đã quyết định mở 4 lớp học trực tuyến cho 4 khối, gồm khối 6, khối 7, khối 8 và khối 9, để giúp tất cả học sinh đang mắc kẹt được học. Theo đó, phòng giao cho 3 trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức dạy trực tuyến cho các em. Các lớp học cho những học sinh vốn rất xa lạ với nhau đã được kết nối chung dưới nhóm Zalo với những cái tên thật dễ nhớ. Học sinh lớp 6, học sinh lớp 7, học sinh lớp 8, học sinh lớp 9 mắc kẹt. Những lớp học đặc biệt này cũng có hẳn một thời khóa biểu riêng. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã cử những đồng chí giáo viên cốt cán, những đồng chí tâm huyết của ngành, của trường để thực hiện cái việc dạy học sinh mắc kẹt này, hỗ trợ thêm cái phần mềm dạy học để cho giáo viên được dạy tốt và kết quả là sau những em mà đã thời gian được học thì trực tuyến này thì các em trở lại địa phương sau khi hết cách ly và phòng dịch thì các em đã trở lại và cũng đã thực hiện dạy học học bình thường trong lớp. Mỗi ngày qua đi, lớp học thưa vắng dần nhưng thời gian lên lớp của các thầy cô giáo vẫn không thay đổi. Hiếm có lớp học nào mà cô trò đều vui khi mỗi ngày số học sinh trong lớp lại giảm đi với những lời nhắn thật dễ thương. Em hết cách ly rồi cô ạ. Chào cô, em trở về trường. Hiện tại, học sinh của 4 lớp học đặc thù này số lượng đang giảm dần, nhưng những tiết dạy của thầy cô thì vẫn được duy trì đều đặn, không để bất cứ em nào bị hẫng hụt kiến thức. Thưa quý vị và các bạn, bằng niềm đam mê, nỗ lực rèn luyện, em Nguyễn Diệp Linh, lớp 8C, trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuận, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã đạt giải nhất cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê môn mỹ thuật, sự ngưỡng mộ hứng thú với những bài giảng của kỷ lục gia siêu trí nhớ Nguyễn Phùng Phong, Diệp Linh quyết định tham gia chương trình 5 phút thuộc bài vòng loại của cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam.
Những ngày đầu khi mà em vẽ sơ đồ tư duy thì em thật sự là chưa biết gì đến luật vẽ sơ đồ tư duy mind map cả. Và em chỉ vẽ ra những bài dựa trên những kiến thức mà em có, chứ em không mở rộng ra như ngày hôm nay. Những cái sơ đồ lúc đấy chưa được nổi bật lắm và nó cũng còn sai khá là nhiều về kỹ thuật. Nhờ có tất cả các thầy cô giáo ở trên mọi miền của đất nước đã trợ giúp cho em để em có thể nhận giải được cho đến tuần thứ 18. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất là phức tạp, việc mà đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh là một cái quyết định rất là khó khăn đối với gia đình. Thế nhưng mà thấy con rất là tha thiết được đi thi chung kết. Con cứ khao khát, con xin các thầy cô đề để cho con được làm. Tôi cũng quyết định cho con đi thi để cho con được toại nguyện với cái đam mê của con. Niềm đam mê vẽ sơ đồ tư duy không chỉ giúp Linh giành vị trí quán quân, xác lập kỷ lục Việt Nam. Học sinh lớp 8 đầu tiên đạt giải nhất của cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam năm 2021 vì Mind Map 2021 mà còn giúp việc học tập của Linh đạt kết quả cao hơn. Tới đây thì mình cũng có dự định đưa cái sơ đồ tư duy vào chương trình giảng dạy nhiều hơn. Diệp Linh sẽ chia sẻ những cái bí quyết của em trong cái việc học trên sơ đồ tư duy như thế này để truyền cảm hứng cho các bạn, hỗ trợ các bạn trong cái việc học tập. Với những thành tích đã đạt được, Diệp Linh được chọn là thành viên chính thức của đội tuyển vì Mind Map Việt Nam. Em cùng các bạn đang tích cực ôn luyện để chuẩn bị cho các cuộc thi khu vực và quốc tế trong năm 2022. Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh về việc họ làm căn cước công dân gắn chip đã lâu nhưng vẫn chưa được nhận thẻ. Nguyên nhân vì sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Trường hợp khác, sau nhiều tháng làm thủ tục cấp căn cước công dân, chị vẫn chưa nhận được thẻ. Thẻ 5-6 tháng rồi, tôi bây giờ cũng chưa thấy đâu. Thì bây giờ mình chỉ biết công an khu vực ấy để hỏi thôi. Nhưng mà chú con khu vực ở đây thì nó cũng không được coi là kiềm nhã ra lắm, nói năng chúng là cảm thấy là không ưng, rất là tổ dân cư rất nhiều người cũng phản ánh ấy. Hỏi thì cứ bảo là chưa có, nên bây giờ mình chả biết làm nào. Thì đợt đấy cứ nghĩ là do dịch Covid này, nên mọi người vẫn chưa làm, nhưng mà 2 tháng sau khi tôi làm lại lần thứ 2 thì tính đến thời điểm này thì cũng được gần 1 năm rồi thì tôi vẫn chưa nhận được thẻ căn cước công dân gắn chip. Vẫn biết phần lớn các nguyên nhân là do khách quan và bất khả kháng, song điều người dân đang muốn nghe lời giải thích từ đơn vị có trách nhiệm. Có những người mà đã được cấp căn cước công dân 12 số rồi, nhưng mà người ta vẫn khai là người ta cấp mới. Thì khi chúng tôi đối sánh với trong cái kho dữ liệu của chúng tôi thì nó lại đã được cấp rồi nhưng anh vẫn khai như vậy, thì buộc lòng chúng tôi lại phải đi xác minh lại những cái trường hợp như vậy. Hiện nay thì chúng tôi đã đang tập trung vào để khắc phục, để giải quyết những cái trường hợp này. Thời gian qua, những tác động của đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội và ngành công an đã nỗ lực không quản ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân. Nhưng cơ quan chức năng cần thống nhất quy trình, thủ tục đồng bộ ở tất cả các địa phương để tránh gây phiền hà cho người dân. Cuối năm là dịp các cửa hàng nhập về lượng lớn hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Do đó, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh này. Ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Các lối đi, cầu thang đều được tận dụng làm nơi chứa hàng hóa, thậm chí chắn cả lối thoát hiểm. Số lượng bình chữa cháy của cửa hàng cũng chưa được bố trí đủ theo đúng quy định. Đó là những lỗi thường mắc phải của các cửa hàng tạp hóa vào các đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy cuối năm. Qua nhắc nhở, các chủ cửa hàng cũng ý thức hơn về việc này và có những cách xử lý phù hợp hơn, an toàn hơn khi lượng hàng hóa càng nhập về nhiều trong dịp cuối năm. Bên cạnh cái công tác kiểm tra thì chúng tôi có tiến hành hướng dẫn và hướng dẫn cho cơ sở những cái cách để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, từ dập tắt đám cháy trước khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến. Nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ tại các cửa hàng, siêu thị trong dịp cuối năm, lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thường xuyên triển khai các đoàn kiểm tra, phối hợp diễn tập các phương án chữa cháy, xử lý sự cố để tăng cường khả năng tự xử lý ban đầu của các cơ sở, cũng như giúp cơ sở chủ động hơn trong công tác phòng cháy, qua đó hạn chế tối đa những rủi ro thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.